Ngã Ba Bông, nơi con sông Mã phân nhánh tạo thành sông Lèn, từ lâu đã hình thành những bản làng trù phú. Nơi đây được gọi là ngã ba sông của sáu vùng, nơi sáu xã của sáu huyện ven sông xứ Thanh tụ về. Một miền sông nước mà người xưa nói một tiếng gà gáy sáu vùng đều nghe thấy. Dô khoan dô hầy, chư phách nhất là nhất trèo mở. Dô khoan dô hầy, thời trèo mở mai ra. Dô khoan dô hầy. Tuy nhiên hơn 10 năm trước, nơi ngã ba sông này đột ngột thay đổi, hình thành một quá trình xâm nhập sâu của nước biển vào mùa cạn, biến nơi đây thành một vùng nước lợ với những bãi đay, đồng cái. Có một dòng sông mà dòng chảy của nó chứa đựng nhiều bất ngờ, với những bước ngoặt liên tiếp của tự nhiên. Dòng sông Mã. Dòng sông đặc biệt có chiều dài 512 km, được hợp lưu từ những nhánh sông chảy trên đất Việt và nước Lào. Sông Mã, dòng sông lớn vùng Bắc Trung Bộ, hình thành nên cuộc sống, văn hóa của nhiều vùng đất xứ Thanh. Trên hành trình đổ ra biển, dòng sông Mã mở ra những ngã ba sông. Ngã ba sông Mã, sông Chu, ngã ba sông Mã, sông Bưởi, và đặc biệt là ngã ba Bông, nơi sông Mã gặp sông Lèn. Đây là vùng hạ lưu của sông Mã, nơi dòng sông đã mất đi vẻ hung dữ của thác gành, mà chảy trên một vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn. Phù sa của dòng sông Mã đã bồi đắp lên những đồng ruộng nơi ngã ba này. Dọc nơi ngã ba sông, chúng ta có thể bắt gặp những công trình kiến trúc cổ kính như đền thờ Lý Thường Kiệt, nơi người dân trong vùng vẫn thường đến cầu mưa vào những năm hạn hán. Hay cụm đền Mẫu Hàn Sơn và đền Cô Bơ. Đền Cô Bơ nhìn thẳng ra ngã ba sông. Có nhiều giai thoại về tên gọi ngã Ba Bông. Có người nói Ba Bông là tên đọc trạch của Cô Bơ. Cũng có người nói trước kia trên sân đền có cây bông lớn, nở hoa trắng muốt, sát ở mép sông, nơi những người dân chài vẫn thường buộc thuyền bè ở đó. Giờ trên sân đền chỉ còn những cây bàng, và sông cũng đã rút ra xa, có cả một bãi bồi trước mặt. Những bãi bồi trước cửa đền được người dân tận dụng trồng ngô, lạc, hoa màu. Ở đây nó lại là kết hợp cả giáo và lương. Và thế cho nên ở cái khu vực đây là có cái đền này gọi là đền Cô Ba. Cái Cô Ba, cái nghĩa cái đền Cô Ba đây là trước á, là chưa xây dựng, từ năm 72 trở về trước là chưa xây dựng. Nhưng mà sau cái năm 72, 73 đến giờ thì coi như là người ta tái lập lại, thì coi như là người ta đặt bằng cái tên Cô Ba Bông. Còn trước đây nó là cái phủ giáp,
hai cái phủ giáp của nó ở ngay cái đầu xã Hà Sơn, cuối xã Vĩnh An thuộc huyện Vĩnh Lộc. Hà Sơn tức là huyện Hà Trung, mà Vĩnh Lộc Vĩnh An thì là thuộc về Vĩnh Lộc. Còn một số cái thuyền mà người ta đậu xung quanh đây thì nó chung chung là họ về đây họ quy tụ ở đây là nó tiện cái việc làm, là ba cái ngã ba, có nghĩa là dòng nước nó đi ba ngã, một ngã chạy thẳng về Đò Lèn đi ra cửa sông, đó, đi ra Hà Nội, còn một ngã đi thẳng về Đò Lèn là đi ra cửa sông Hà Nội, một đường đi thẳng ra Hàm Rồng thì đi vào trong Nghệ An Nông Cống, đó, đó. Một đường là chạy về ngã Ba Vồm, tức là lên sông Chu. Năm nay đã 85 tuổi, nhưng ông Điều vẫn còn rất khỏe khoắn. Cả đời gắn bó với vùng ngã ba sông này, ngôi nhà của ông chính là con thuyền. Cách đây 2 năm, người con trai út đã đón ông lên bờ sống, sợ ông tuổi già và gió máy trên sông. Nhưng ông vẫn thường thả lưới trên sông cùng người vợ của mình, năm nay đã 84 tuổi. Hai vợ chồng ông quá hiểu ngã ba sông này, hiểu từng con nước. Ông Điều biết rõ trên ngã ba sông có những loài cá nào đặc biệt. Có điều cá giờ đây cũng đã ít dần đi. Thứ cá ông đánh được nhiều nhất là cá mòi, loài cá nước mặn đã ngược dòng từ biển để sống nơi dòng nước lợ. Nhưng ngay những loài cá này cũng đang ít dần. Cá trên dòng sông này thì nói đúng ra thì hạn hán trên này thì cá ở biển cá nước đợ nó phải lên, ở đây là nước ngọt, nhưng mà nếu mà nước thủy triều nó lên là cá mòi, nói chung các loại cá, có cả cá thu, lúc cá thu cũng lên đến đây đấy. Rồi còn cái hàng chấm chép thì quanh năm nó ở đây cả. Cuộc sống ngày trước thì cũng vất vả, bởi vì thuyền nó là cái khi đó là đang làm cái thuyền ván gỗ, chứ chưa có cái phương tiện như bây giờ là xi măng cốt thép này. Rồi là thuyền sắt, chẳng hạn tôn sắt, kể cả là cái thuyền đánh cá thì bây giờ cũng là thuyền tôn, thuyền sắt cả. Còn thỉnh thoảng mới còn một cái hai cái thuyền xi măng bé để đi bắt cái dọc dọc bờ sông. Cách biển 30 km, nhưng ngã ba sông này chứng kiến một sự thay đổi. 10 năm gần đây, hai bên bờ sông mọc lên những bãi đay, loài cây vốn sống ở vùng nước lợ. Và rìa sông vào lúc sáng sớm hay chiều muộn, khi thủy triều rút, những con cái thoát ẩn, thoát hiện, chui vào những hốc cát. Trước đây, cái chạy rào rào, người dân vẫn thường bắt về làm mắm cái hay nấu canh rau. Giờ đây dọc bãi sông, thỉnh thoảng vẫn có người đi bắt. Ngày xưa là cái sông vẫn rộng, với cái sông vẫn rộng cho nên là nó không có những các cái bãi bùn mà mới có hai bên bờ đây. Sông vẫn rộng nhưng mà hắn lại đều nước. Nhưng bây giờ là ở ngoài khu Ba, rồi ở ngoài Nam Định, Hà Nội vào đây lấy cát, như vậy là nó ở giữa thì nó sâu đi, chứ hai bên nó bồi lên cho nên mới có cái cho bà con là trồng ngô đó, trồng ngô, trồng khoai, rồi sinh hoạt có khi là trồng cả lạc cả nước. Tức là dân thì ở rìa bờ sông hết. Nhưng mà từ cái năm, nói tóm lại là từ năm 72, năm 73 là họ di dân lên trên núi hết. Hai bên bờ là lên trên núi, kể cả Hà Sơn đây người ta cũng phải di vô trong Vĩnh An.
Thế trước ở đây là hai bên bờ là Kít, hai bên bờ sông Định Công đây với đây là ngang nhau. Định Công, Hà Sơn, Mỹ Ngọc đây là nhìn nó ngang nhau, là bên bờ phía bắc đây là ở phía nam thì là nguyên là nhà ở, các cái bến đá bây giờ là bùn lấp hết. Ở bên đây là nếu nó chuyện sang đèn, khi đó thì không có điện, đèn thì bên đó đây tối đến họ cứ thắp bằng sông với các thứ. Bây giờ thì họ chuyển vào trong núi hết, chuyển vào trong trên núi cho an toàn. Rồi gần cái khu vực đất đó là người ta chuyển sang làm màu, xây dựng lò gạch lò vôi. Là một ngã ba sông, nơi sinh sống của người dân 6 huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa và Hoàng Hóa. Khác huyện nhau, nhưng người dân ngã ba sông này có những người bạn rất gần gũi. Họ khác nhau về địa giới hành chính, nhưng lại sống kề nhau. Có một chuyến phà nối từ Yên Định sang Vĩnh Lộc. Ông Điều vẫn thường sang thăm bạn ở Yên Định và Vĩnh Lộc, đi về giữa hai bờ sông. Ông Nguyễn Hữu Có, nhà trước đây ở Yên Định, bên kia sông, nhưng lấy vợ ở Vĩnh Lộc, bên này sông. Giờ ông chuyển cả vợ con sang Vĩnh Lộc để sinh sống và tiện đường làm ăn. Mà đời của em là cuối cùng là làm được đúng khi hai vợ chồng lấy nhau. Tám anh em. Thế này mỗi người cuối cùng có gia đình thì cuối cùng là ở mỗi nơi cả. Nhưng mà riêng có ông anh cả thì cuối cùng là ở bên, nằm ở trên Định Hải, là tại gốc. Nhưng mà ông anh thứ hai và ông anh thứ ba thì cuối cùng là ở Định Công. Thế là một thời kỳ tôi Định Hải chuyển về Định Công. Thì cuối cùng là tôi ở Định Công cũng được đến 2 năm. Thì xong là tôi lấy vợ là bà nhà tôi ở Hải Trung. Cho nên là anh em họ vợ cuối cùng nói Hải Trung với ở Vĩnh An, Vĩnh Lộc đây thì cũng là nhiều. Cho nên là thuận tiện cuối cùng nó chuyển sang Vĩnh An, đây là thuộc Vĩnh Lộc ở, để thuận tiện cuối cùng là trên bờ dưới sông để cho tiện cái việc làm ăn sinh sống. Rồi cá bây giờ có cả cái con cá khi mà người ta cứ, tôi cứ, họ cứ xin tôi để họ làm cái bỏ vào các cái cảnh như này, gọi là cái cá lau kính, cá nhớ con cá ghé. Cái cá đó là ngoài Ninh Bình nó về. À, Ninh Bình dưới bể lên. Thưa là ông già tôi cũng ở đấy. Trong câu chuyện của ông Điều và ông Có, luôn nhắc đến những loài tôm cá trên sông. Chuyện về mùa nước, sông trong xanh, cứ từ tháng 10 đến tháng 4 âm lịch, trong và ngọt đến độ, có thể lấy pha nước chè xanh. Giờ đây không còn ai có thể dùng nước sông này để đun nấu, kể cả những người sống dưới sông. Rồi chuyện về những cồn cát giữa dòng sông trước kia, nằm dài rác từ Bá Thước đến ngã Ba Bông, kéo dài xuống ngã ba sông Chu, sông Mã. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với sự khai thác trái phép của những xà lan hút cát, những cồn cát này đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây chỉ còn những cụm thuyền chài nhỏ bé nằm trơ vơ giữa dòng nước. Những chiếc xà lan hút cát vẫn thường đậu giữa dòng sông như một nỗi ám ảnh
ngay giữa ngã ba sông này. Ngày xưa thì đây là nói chung là bãi cát ở đây, ở ngã ba bông đây. Mà xuống đến Hoàn Khánh thì cuối cùng cái bãi đấy thì lớn lắm. Về cái mùa đông kia thì các cháu ra nó bắt hến hoặc cuối cùng nó đủ vịt đến lội chỉ có đến đầu gối đây là sâu. Chỗ nào có cái dòng nước đấy. Đó là về mùa đông kia. Đấy. Còn ngay ở đây mà trở lên cho đến... À, trên chỗ hang đây là gọi là Vĩnh An là tất cả bãi cát cả, hai bờ sông nên là đều có bãi cát cả, trừ chỉ có mỗi bên Định Công là ngoài cái núi kia là không có cát. Mà khi dân ở đây là người ta lấy cát lên ta làm nhà, người ta chỉ có đánh đống ở dưới bờ sông lên, rồi đến buổi chiều thì là mượn bà con anh em cuối cùng nó đến gánh lên để lấy cát làm nhà thôi, chứ còn không phải đi mua bán gì cả. Đấy. Nhưng mà đến nay là cuối cùng là cát khu vực đây là hết, không còn nữa. À, mà thực tế hôm nay tôi làm nhà bây giờ cuối cùng phải mua cát mãi trên Vĩnh Hòa về. Mà xe nó đi về đến đây là cuối cùng là giá cát 200.000 khối. À. Gia đình anh Hải đã sống dưới sông, bước sang đời thứ năm. Từ những chiếc thuyền bằng thân tre luồng chuyển sang thuyền bằng gỗ, và giờ đây là thuyền bằng xi măng. Có những thuyền có giá trị từ 7 đến 80 triệu đồng, đủ để có thể mua một khoảnh đất nhỏ sinh sống trên bờ. Nhưng người dân ở đây đã quen sống, sinh hoạt trên thuyền. Chỉ có những đứa trẻ lên bờ đi học, thỉnh thoảng xuống thuyền ở cùng bố mẹ. Là người sinh ra ở ngã ba sông, nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh Kỳ. Một trận dông lốc trên sông đã khiến chiếc thuyền bằng xi măng của gia đình anh bị gãy. Bản thân anh cũng bị ngã với 10 mũi khâu ở chân. Nhà có 3 người con, đánh cá không đủ sống. Có thời gian anh đi hút cát thuê cho những xà lan khai thác cát trái phép. Nhưng rồi họa vô đơn chí, sóng gió ngã ba sông. Em cũng làm ăn khó khăn lắm. Này cũng sinh ra con phương tiện cũng đi làm nghề. Rồi đi đánh kích rồi đủ nghề mà làm lưới đánh chài gì. Rồi em cũng thì hút cát thê thôi, ý là em chọc cát thê để mà kiếm đêm, kiếm vài trăm nuôi vợ con, ý là hai vợ chồng đi cả đêm. Ý. Rồi không may cho cái cơn dông em bị gãy cái quân thêm phương tiện thuyền. Em nhảy ra xoạc cái chân, từ bữa đến đến hơn nửa tháng nhỉ bác nhỉ, hơn nửa tháng. Giữa ngã ba sông thường hình thành những cụm thuyền trụm lại, sống cùng nhau. Một làn khói mỏng manh cũng có thể là dấu hiệu của một đời sống vùng sông nước. Trước đây, dọc hai bên ngã ba sông là những cụm dân cư. Nhưng do sói lở và bão gió nên làng mạc chuyển sâu vào bên trong đê.
một vài thuyền tìm vào chỗ khuất gió, neo đậu để tránh gió bão. Con thuyền giống như một ngôi nhà di động trên sông. Nóc thuyền là những cây nhỏ được trồng trong chậu, từ chanh, ớt đến đinh lăng. Những loài cây mà dân bến thuyền vẫn thường nói là trồng để ăn kèm với tôm cá. Ông Loan cũng nuôi thêm một lồng cá, thả cá chấm, cá chép. Vài tháng lại đem ra chợ để bán, cải thiện đời sống. Đợt trước nuôi ít con thấy thì nhanh lớn thì cũng thấy chi bắt đầu là với mặn mua bỏ nữa mà ít nữa bắt đầu nuôi coi tình hình dần dần nuôi chủ yếu là thành phần là các con cái về cái để lấy cái mà ăn mà chứ cũng chả phải là nuôi doanh thu gì cả. Ngã ba sông, nơi con sông Mã gặp sông Lèn, là nơi sinh sống của những người giỏi đánh cá và đi sông nhất. Nhưng cá trong lòng sông cũng đã ít dần đi. Cùng với phương tiện đánh bắt thô sơ, kết quả đánh bắt được chỉ là vài con cá nhỏ, tôm tép cải thiện cho bữa cơm. Thỉnh thoảng khi có cơn mưa lớn, nước từ trên những đập thủy điện hay hồ lớn xả nước, đổ xuống dưới hạ lưu, việc đánh bắt có dễ dàng hơn. Sông đi thì nói chung mà nói từ đời cha ông đến giờ thì cũng cứ sống trên dòng sông từ ngày nhỏ đến giờ cha ông sống mình chứ thì mình cũng cứ với mình sống mình bây giờ thì làm ăn cái việc bây giờ kinh tế bây giờ cũng ăn thất thu thì bây giờ mình cũng phải chịu thôi thì làm ăn bao nhiêu cái năm về trước thì còn làm ăn được chứ còn bây giờ thì là hắn cũng kém lắm rồi sông nước bây giờ hắn kém hẳn con cá con tôm thì hắn kém. Những con sông thường định hình xung quanh nó, những bản làng mà đời sống gắn liền với đặc tính của dòng sông ấy. Dòng sông Mã ồn ào dữ dội nơi thượng nguồn, về đến hạ lưu, nơi ngã ba bông tạo nên một vùng êm đềm sóng nước. Nhưng bên cạnh cái vẻ bình yên, yên tĩnh của một bản làng vẫn còn tách biệt, thì đời sống cũng bày ra những nhọc nhằn của một cuộc sống ngăn sông cách chợ. Người ta vẫn đi về hai bên bờ sông trong mùa nước cạn cũng như mùa nước lũ trên những chiếc thuyền chèo tay hay trên những chuyến phà xuôi ngược. Việc học hành của những đứa trẻ dưới lòng sông cũng gặp không ít khó khăn. Thuyền như thế này thì cháu sẽ cảm thấy như thế nào? Cháu cảm thấy buồn. Vì sao? Vì không có bạn chơi. Cháu có muốn bố mẹ cháu chuyển lên trên bờ sống không? Có. Cháu muốn cái ngôi nhà, nếu bố mẹ cháu có một ngôi nhà ở trên bờ ấy, thì cháu muốn ngôi nhà này trông nó như thế nào? Một ngôi nhà bình thường. Cứ vào dịp cuối tuần, gia đình ông Điều lại ăn mặc thật đẹp để chuẩn bị đi lễ nhà thờ. Nhà thờ duy nhất ở ngã ba bông này nằm ở Yên Định, bên kia sông. Vì thế tất cả mọi người phải đi thuyền. Dưới bóng mát của nhà thờ, người dân 6 xã của 6 huyện bên sông lại gặp nhau. Đội kèn nữ của sứ đạo đang tập dượt lần cuối cho bản nhạc lễ thánh.
Mặc dù ở khác huyện nhau, nhưng mọi người vẫn duy trì được lịch tập kèn đều đặn. Những người phụ nữ tưởng như chỉ biết đến tay chèo, tay lưới, tưởng như quá bận rộn với cuộc mưu sinh trên vùng sông nước, đã cho thấy một năng khiếu độc đáo về âm nhạc. Cùng với tiếng chuông nhà thờ, tiếng kèn và những lời khẩn cầu dưới tượng thánh đã tạo ra một đời sống sinh động nơi ngã ba sông. Anh Kỳ không biết liệu mình có thể vay được vài chục triệu để sửa lại con thuyền hay không. Giờ anh đang ở nhờ trên thuyền của người anh trai. Chân khỏi, chắc anh lại đi bắt tôm, bắt cá trên ngã ba sông này. Đời anh đã gắn với sông nước rồi, chẳng biết làm nghề gì khác. Nhiều thanh niên trẻ tuổi hơn anh thì đã bỏ sông nước để đi xuất khẩu lao động hay lên thành phố kiếm việc làm. Anh thì chỉ thạo mỗi nghề tôm cá. Anh chỉ lo cho những đứa con của mình, không biết đời chúng có thoát khỏi được cảnh lênh đênh mặt nước. Có điều chắc chắn rằng anh sẽ không đi hút cát thuê nữa. Việc này đã bị cấm, và cát dưới lòng sông cũng đã cạn kiệt. Hút cát cũng làm mất đi những hang hốc nơi những loài cá sông mã tìm vào trú ngụ. Trước sau em cũng lên bờ thôi, chứ còn em cũng không phải dưới tiền được. Cảnh khổ dưới tiền là các bác biết rồi, vất vả lắm. Trên cái nghề nghiệp bây giờ là làm ăn con tôm con cá, bây giờ đưa kính lạnh đánh chết hết, không còn gì. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng ngã ba bông, sáu vùng sóng nước này đã là nơi buông câu, thả lưới của rất nhiều thế hệ. Thuyền anh mắc cạn ở đây, mượn đôi dài im về đây anh kéo thuyền. Về nhà anh lấy thừng dây, chứ thuyền ngược hay là thuyền xuôi, dô khoan dô hầy, anh có về là về chốn cũ, dô khoan dô hầy, thời cho em ghé nhờ. Một điệu hò sông mã có thể làm nao lòng bất cứ ai dừng chân lại nơi ngã ba sông, nơi thiên nhiên thay đổi và cuộc sống của con người cũng đổi thay. Tất cả các dòng sông đều có những khúc quanh. Những khúc quanh đột ngột làm thay đổi tất cả những gì chúng ta đã từng hình dung về nó. Những khúc quanh đột ngột mở ra một ngôi làng, nằm vươn ra sông như ngóng đợi từng con nước. Sông Mã, dòng sông hùng vĩ, hung dữ nơi thượng nguồn, với biết bao gành thác. Ngờ đâu một ngày, mình cũng có những khúc quanh, nơi ngã ba bông âm thầm sóng nước.